sáng ngày 10 tháng 12 năm 2021 đã giới thiệu một Pokemon mới cho bản Pokemon Legend Arceus, đó là dạng vùng miền Hisui của loài Voltorb. Chắc cũng không ai lạ gì con Voltorb này nữa rồi, tên tiếng Nhật của nó là Biriridama và nó là một trong những Pokemon dễ vẽ nhất thế giới. Voltorb vốn là Pokemon hệ điện, được lần đầu tiên tìm thấy trong những nhà máy sản xuất bóng Pokemon hiện đại. Người ta cho rằng nó được sinh ra khi những quả bóng này bị nhiễm điện hay là gì đấy. Còn trước kia thì quả Pokemon truyền thống được tạo ra từ những trái Apricorn, nên loài Voltorb của vùng Hisui trong quá khứ cũng theo đó mang thêm hệ cỏ, thành song hệ điện và cỏ. Pokemon bí ẩn này có hình cầu nhẵn bóng với những đường vân gỗ trên bề mặt cơ thể và một cái lỗ trên đỉnh đầu. Có vẻ như trong người của Voltorb chứa rất nhiều hạt cây, thi thoảng nó phun hạt ra từ cái lỗ trên đầu. Tuy nhiên cũng chẳng ai rõ thực hư bên trong nó có gì bởi vì nhìn vào chỉ thấy tối om chứ không thấy cái gì hết. Khác với con Voltorb mà chúng ta vẫn biết đến là cái mặt cau có và hơi tí thì phát nổ, loài Voltorb của vùng Hisui có tính cách thân thiện hơn và lúc nào cũng rất là tương tự. Nhưng mà khi phấn khởi quá thì chúng nó sẽ giải phóng tất cả điện năng tích trữ trong cơ thể ra từ cái lỗ trên đầu, thế nên nó rất là hay giật điện vào người hay là Pokemon khác ở xung quanh. Bởi vì hơi tí là phóng điện như vậy cho nên con người cảm thấy lũ Voltorb rất là phiền toái. Những chuyện như là người ta bịt cái lỗ trên đầu của nó lại hay là đuổi chúng nó ra khỏi khu dân cư cũng không phải là hiếm. Song hệ của Pokemon này là điện và cỏ. Đây vốn là song hệ độc quyền khi mà con Rotom nhập vào máy cắt cỏ. Cái song hệ này thật ra cũng không có gì đặc biệt lắm, không quá dở nhưng cũng không thể nói là xịn được. Điện và cỏ chỉ có thể bình thường hóa cho nhau điểm yếu đến từ hệ đất và bay, song nó vẫn còn những 4 điểm yếu là độc, bọ, lửa và băng. Nói chung đã dính vào hệ cỏ là sẽ phải chịu cái thiệt thòi này thôi. Còn về mặt công kích thì cũng không khá khẩm gì hơn, cả hai cái staff cỏ và điện đều bị kháng bởi hệ cỏ và hệ rồng. Cho nên nếu chưa tính đến những chiêu bổ trợ thì Hisuian Voltorb đã rất là khốn khổ với hơn 150 Pokemon có thể kháng được hai cái staff này. Và dĩ nhiên trong đấy cũng có rất nhiều gương mặt sừng sỏ như là Venusaur, Superior, Among Us, Rillum, Rillaboom, Ragapult, Katana, các thứ mà không thể nào kể hết nổi ra đây được. Dĩ nhiên chuyện này thì cũng thường thôi, đâu phải bất cứ Pokemon nào cũng cần phải phủ sóng cả thế giới. Nếu như mà Hisuian Voltorb có một chiêu hệ băng thì sẽ giúp ích rất là nhiều, nhưng nhìn cái kiểu của nó thì tôi nghĩ khả năng đấy rất là thấp. Hiện tại thì không thể chắc chắn được là con Voltorb này có tiến hóa thành dạng mới của Electrode hay không, hay là nó sẽ tiến hóa thành một loài riêng biệt, hay thậm chí là nó có thể tiến hóa lên hai lần nữa không chừng. Nhưng hiện tại cứ giả dụ nó tiến hóa thành Electrode đi, bởi vì chỉ có cái trường hợp này thì chúng ta mới có thông tin để mà bám vào. Và trong trường hợp này nó có tốc độ cực kỳ nhanh, nhưng các chỉ số khác thì dao động từ tầm thường cho đến tệ hại. Và khi tốc độ là tất cả những gì nó sở hữu thì tức là khả năng của nó cực kỳ hạn chế. Ngay cả từ Gen 1, khi mà tốc độ tăng khả năng chí mạng cho Pokemon thì Electrode vẫn không thể đe dọa được ai bởi vì công của nó quá thấp. Đây là Pokemon điện yếu nhất của Gen 1 và hầu như không được tăng sức mạnh gì đáng kể từ hồi đấy cho đến bây giờ. Cả ba đặc tính của Electrode đều khá tốt, nhưng đơn giản là chỉ số của nó không đủ tốt để tận dụng cái sức mạnh đấy. Electrode là một Pokemon dựng tường rất nhanh, nhưng cái chuyện dựng tường này thì không ít Pokemon có thể làm được và số Pokemon xịn hơn nó cũng không thiếu, thậm chí là có những con còn được ưu tiên cơ. Cho nên túm lại đây là một Pokemon cần được buff hơn bao giờ hết và đây chính là cơ hội của nó. Tất nhiên thì bằng việc thêm hệ cỏ cho Hisuian Voltorb, chúng ta không thể biết hết được mà còn phải dựa vào nhiều thông tin khác như là chiêu thức hay là đặc tính, mà tôi nghĩ giữ ba cái đặc tính vốn có của Electrode là ok rồi. Nếu có một cái mới thì càng tốt. Chúng ta cũng chưa biết được rằng liệu nó có thể tiến hóa được tiếp nữa như trong trường hợp của con Galarian Linoon hay không. Về chiêu thức thì có vẻ như Voltorb của vùng Hisui có một chiêu mới được show trong trailer. Trông nó có vẻ giống như Energy Ball nhưng lại kèm thêm tiêu điện. Tôi mạnh dạn đoán đây là chiêu thức mới phiên bản hệ cỏ của Scald với power khoảng 80 và có khả năng gây tê liệt. Nếu được như vậy thì tương tự như cái chiêu Scald, nó sẽ có tiềm năng trở thành một chiêu rất phổ biến bởi vì cả tấn công hay hỗ trợ để có thể sử dụng hiệu quả. Và đấy là tất cả những gì hiện tại chúng ta biết về Pokemon mới của tuần này, Hisuian Voltorb. Đại khái là một Pokemon mà chưa tiến hóa thì cũng không có gì nhiều để mà đánh giá cả. Chỉ còn hơn một tháng nữa thôi là game Pokemon Legends Arceus sẽ ra mắt. Không biết là họ có tung thêm trailer giới thiệu nốt cho mấy con Pokemon mới còn lại hay không, hay là ém hàng đợi đến lúc phát hành luôn cho nó bất ngờ. Tôi thì tôi đang lo là bởi vì game nó sẽ ra mắt vào đúng cái dịp chuẩn bị Tết ý,
Biết là đợt đấy nhiều anh em rảnh rỗi có thể ngồi xem thì cũng vui, nhưng mà kể ra nhà thì cũng nhiều việc, không biết là có rảnh mà ngồi chơi được không nữa. Kiểu tập trung chơi thì cũng dở mà không thì cũng dở ấy. Nhưng mà mình cứ cố gắng sắp xếp thời gian làm sao cho thuận lợi nhất có thể. Còn bây giờ thì peace.